Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em chia sẻ cho các anh chị ai mà thích xem đó, thích làm đó, thì mình làm ha. Em làm cái món cá chiên tempura. Đây là cá đã phi lê sẵn này mấy anh chị, rất là ngon, tươi lắm. Thì bây giờ cái phần cá này em sẽ ướp vào đây tiêu. Tiêu này ướp hai mặt nè. Rồi mình sẽ cho vào đây muối, xíu muối thôi. Nó mát xa chút xíu cho nó thấm cái muối nè. Đó, mát xa chút xíu. Rồi. Đây là nước. Muối vô. Mát xa cho nó thấm cái thì ngồi cái phần cá thì mình sử dụng đây là em sử dụng đây là bột mì nè, bột mì đa dụng nha. Còn cái này là bột không có giống như bột chiên xù, nhưng mà cái này từ những cái loại hạt người ta xay nhuyễn ra ở bên này. Ở bên này người ta sử dụng rất là nhiều loại hạt xong người ta xay nhuyễn lên, mình có thể thay bằng cho bột chiên xù á, cái này rất là ngon, em thường mua cái loại này đó. Muối. Tiêu vô. Thấy rồi. Đó. Rồi ngồi ra thì em sử dụng đây hai cái trứng. Đây cái phần cá này bây giờ mình nhúng vô cái lớp bột đó anh chị. Đó. Nhúng vô cái lớp bột này nè. Để nguyên tẻ về luôn, nhúng luôn cho nó hấp dẫn. Rồi qua đó mình nhúng qua một lớp trứng. Cái này kêu là trứng chiên tempura đó. Mình nhúng qua lớp trứng này cho nó thấm hết cái lớp trứng. Đó. Rồi bây giờ mình nhúng qua cái lớp bột chiên này nè. Ủa nó vô. Này nó giống như bột chiên, ở mình thì xài bột chiên xù ha. Còn cái này em thấy toàn là những cái loại hạt á. Đủ loại hạt á, hạt lanh nè. Rồi hạt mè nè. Xong rồi người ta có gia vị trong này nữa. Rồi để chiên lên rất là ngon. Đó. Xong rồi miếng cá nha anh chị nè. Cái này mình muốn ngon nữa thì để trong tủ mát á, hoặc là tủ mát các anh chị, để tủ đông thì mình để khoảng 5 phút thôi. Còn tủ mát thì mình để khoảng tầm 15 phút để cho cái bột này nó thấm vô. Nó thấm vô khi mình chiên nó không có bị rớt cái bột ra đó. Rồi bắt đầu giờ mình bắt dầu lên mình chiên nha. Đây. Bây giờ sẽ bắt dầu lên chiên. Tẩm hết cái lớp bột trứng á. Đó. Thì bây giờ cái dầu, mình chờ cái dầu nó nóng á xong mình bỏ cá cho mình chiên ha. Cái chiên kiểu này ăn nó giòn ngon lắm anh chị. Đó. Được rồi. Đây. Đó, chiên cho nó xù. Dầu nóng á, chiên cho cái cá nó giòn nha anh chị. Sau khi em chiên cá xong rồi mấy anh chị nè, giòn quá trời là giòn luôn nè. Đó. Đây nè mấy anh chị, nhìn kỹ đây. Đó.
Cá em chiên xong thì cái này là củ cải đỏ, củ cải đỏ này ăn rất là tốt. Và dưa leo salad, này là khoai tây nghiền. Đó, khoai tây nghiền này em luộc khoai xong rồi. Mình chắc cái nước đó ra đổ. Tại vì có nhiều bạn hỏi cách làm á thì em mới quay được cách làm, thì giờ em hướng dẫn sơ cho mấy. Mình luộc khoai xong rồi mình chắc cái nước, bỏ muối vô rồi chắc cái nước khoảng 90%, giữ lại 10% cái nước luộc khoai, xong mình đổ sữa vô. Mình đổ, mình nhắm chừng sữa ha. Bỏ sữa rồi bỏ bơ vô là cả nghiền nó ra, là sẽ ra khoai tây nghiền rất là ngon. Em bỏ sữa hơi nhiều, em thích ăn mềm á, em sẽ bỏ hơi sữa nhiều, từ khi nó nguội á cái khoai tây nó sẽ khô hơn, nên sẽ bỏ nhiều một chút xíu để trừ hao khi nó nguội đó. Vậy mời tất cả mọi người cùng ăn với em nha. Này là sốt mayonnaise với lại tương cà. Bây giờ đầu tiên mình ăn cá. Đây, mời mọi người uống miếng nè. Nhâm nhâm. Ăn. Rất là ngon. Anh chị coi bên trong cá chiên giòn. Đó. Nó giòn mà ăn cá thì nó ngon thiệt. Cá này em thấy nó chỉ chiên giòn là ngon thôi. Còn lại nó canh chua. Đó, ăn vô liền. Lâu lắm rồi mới ăn lại món cá. Cá chiên tempura. Măng của cải đỏ ha. Của cải đỏ này ăn rất là tốt. Củ cải đỏ này ăn sống nó rất là ngọt, mà nó có nó như củ sắn vậy đó, nó không có hàng gì hết anh chị, nó ngọt. Cá mình phải chấm ăn gì à? Cá này ăn không có miếng xương nào hết á, mà nó béo, nó mềm. Mấy anh chị, hôm nay ăn món gì? Ăn không? Mình nói cái chuyện hồi bữa giờ ở Việt Nam mình đang làm rượu Phúc Xô á. Ông Phúc Xô là cái ông trẻ à, khoảng ba mấy tuổi. Mấy anh chị em ở Việt Nam thì cũng rành đó ha. Rồi về đeo vàng nhiều quá. Các bạn nghĩ vàng mà đeo thì một cây ha, vàng mà đeo cái kiểu thành khúc 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 y như là đeo sắt. Các bạn nghĩ tiền đâu ra? Làm như là vàng chứ không phải bạc đâu, mà cũng không phải cục sắt đâu mà đeo nhiều. Mà trong khi đó kinh doanh nó thì đâu có nhiều tiền cho lời đi nữa, thì cũng không bao giờ nhiều như vậy hết. Một á,
là buôn bán ma túy, hai là hàng giả. Buôn bán ma túy mới có nhiều tiền, còn không thì dây hàng giả mới không tốn tiền nhiều vì đó. Cho nên nhiều người tin lúc mà rầm rộ cái vụ đeo vàng á, thì em nhìn em thấy cái mùi vàng giả là cái mùi buôn bán làm ăn với kiểu bất chính. Có người mà làm ăn thật sự giàu á, đàng hoàng giàu á, người ta không bao giờ ta phô trương. Mình giàu thì có mình phô trương cho chị chết. Chúng ở Việt Nam mình là chùm cướp nữa, cướp mà nó vô nó giết. Nhiều lúc á có một cái đầu bông mà nó còn giết nữa, đúng không? Người mà giàu thì có người ta sẽ sợ, chỉ có những người mà không có giàu á, người ta không có người mà không có tiền á mới khoe. Còn hai người á là đã làm trong cái nhóm giang hồ rồi, nó không có sợ ai nữa hết. Nhưng mà cái làm cái gì cũng bao giờ mà ai dám đầu tư tiền cái kiểu đó hết. Mà vì mà nhiều người fan hâm mộ, nhiều người hâm mộ quá chừng không, không biết hâm mộ cái gì. Còn nói cái vụ từ thiện, à, bỏ mấy trăm triệu đi từ thiện, cái nghĩ đi từ thiện á, nói là sao, nói là mấy trăm triệu em, ai là người kiểm tra cái số tiền số quà đó trị giá, ai đứng ra quay một cái video mười mấy tiếng để kiểm tra hết cái số lượng hàng đó không? Người ta chỉ nói bằng miệng không cũng tin, hâm mộ, tốt, từ bi nữa. Hết nó nổ. Mình tin một cái chuyện gì á cũng phải đánh giá và suy luận nó có đúng hay không, chứ không phải nghe người ta hay người ta nói là tin. Cho nên á nhiều người bị lừa. Ăn cái này ngon lắm chị hả. Rầu thêm cái vụ của cái bà. Bà gì quá hả? Bà thầy gì hả? Bà thầy gì mà ở chùa Ba Vàng á, con Mỹ Tinh Lan đó cũng có người tin Mỹ nữa. Quả đều cặp mắt kinh bốn mắt ra vừa nói. Cái vụ gì mà cái bà đó bà bị bệnh á, rồi vô nói bà kiếp trước bà khi mà quen đi ngang qua rồi mọi người đứng xung quanh để đón quan, rồi cái bà đó đứng phía sau tụt quần cái người phía trước, rồi cái ông quan bắt cái người mà tụt quần đó là chết, thì bà mang cái kiếp cái tội là cái tội bà là tội tụt quần cái người mà bị tụt, cái người bị tụt á, người bị tụt đó bị quan bắt phải chết, rồi kiếp này bà đền tội là cái gì và mới bệnh. Rồi đi lên chùa, ở trên chùa 2-3 tuần gì á, để giải kêu bằng giải nghiệp. Rồi phải đóng 9 triệu mấy á, mô Phật. Như vậy mà cũng tin nữa. Kẹt cái miếng đụng răng luôn chứ tin. Hết lỗ. Người Việt Nam mình á, có nhiều người á, người ta trí thức còn kém á, nói cái gì cũng tin á. Cái gì cũng tin á. Nhiều người ha, mà nói có nhiều người thì nếu mà tính vào đất nước Việt Nam thì một phần nhỏ thôi, một số phần người đó thôi chứ không phải là nhiều ha, chứ không phải là nó hết được. Người ảnh gì đó mình cũng phải suy luận nhé. Bệnh thì đi tìm bác sĩ, ai mà linh tinh với con mẹ thứ quỷ nghiệp tạo nghiệp. Nhưng mà ai cũng tin, tin đồ quý bà như là Phật, phát cho bà rụng răng đó, ăn nói hồ đồ, tào lao, bắt nắm tiền,
bữa giờ Việt Nam mình có nhiều YouTuber đầm rộ bị công an thủ tiêu. Ăn này có cả nó ngọt không? Ngọt ớt cần nó kìa. Ăn cái này khỏi nước mà. Làm gì người ta nói gì cũng gì mình phải suy luận lại. Tin hay không? Giờ lần nói chó bay, ai nói gì cũng được. Mà cái con người thường thường á, mà nó xạo á, cái mặt tỉnh lắm. Nấu ven rồi á, nấu cái gì ra mặt tỉnh lắm. Đi chùa cũng tùy chùa nữa. Em thấy nhiều người ở mình á, ai vô á, đi chùa mà cũng lựa chùa sang, chùa giàu mới đi rồi. Chùa sang chùa giàu thì đâu cần mình nữa đâu. Người ta đã giàu rồi. Cho nên á, nếu mà có tiền á, đi làm từ thiện á, đi tìm chùa nghèo á mấy chị. Chùa mà người ta không có, nói chung là người ta nghèo, người ta không có tiền để mà mua cành bông, mua hoa quả để cúng nữa. Ta chỉ tượng Phật rồi nhờ là, rồi mà phải nói là khổ luôn á, chùa đó người ta tu á, Egypt gửi một phần là đó để cho những cái thầy nhi cô rồi đó, người ta có cái tiền chi trải cuộc sống như là mua nhang, mua trái cây hoa quả để cúng Phật. Chứ đừng đi chùa mà em thấy nhiều người đi chùa Ayu đó, chùa càng giàu á, càng lớn càng rộng là càng đi, cúng nhiều. Đi chùa giàu á, ví dụ đi chùa nghèo thì cúng 50, 20, 10 ngàn. Còn đi chùa giàu á thì bỏ ra 1 triệu, 2 triệu cúng không tiếc tiền không. Chùa Phật ở cái tâm. Chùa Phật ở cái tâm thì á, cái tâm của mình nè, mình sống tốt hay không thôi. Chứ không hẳn là phải đi chùa là hay đâu. Yêu chùa, yêu chùa thì mình phải tin Phật. Phật không có còn tiền, không có còn giàu sang đó. Phật ở một cái nơi nào đó yên tĩnh, sạch đẹp. Phật á không có còn giàu sang, Phật đâu có giàu sang đâu. Cho nên á, làm gì làm nữa, cái tâm mình á, báo hiếu cha mẹ trước ở gia đình, rồi đi chùa sau. Khi mà đã làm xong bổn phận đó rồi á, mình đi giúp những cái người nghèo xung quanh mình, những cái người mà thật sự cần giúp đỡ. Rồi tiếp đến mình hãy đi chùa. Đi chùa để cầu à. Để cầu à, thường thường đi chùa là cầu bình an ha. Thì những sư cô ở trên chùa á, thầy trên chùa thì người ta không có đi làm, người ta nhờ vào những cái tiền công đức của mỗi người á, Phật tử của mình á, đến cúng để mình lấy cái, để họ lấy cái tiền đó người ta chi trả, như là cái kiểu như là mua quả, mua thức ăn, rồi mua nhang để cúng Phật đó. Như vậy á. Còn mà mình thấy nhiều người lắm đi chùa mà còn là gái hôm nay cho con trúng số. Có nhiều người kể á, đi chùa hỏi gái vậy nói năm nay cầu cho trúng số, làm ăn phát tài, làm ăn phát đạt không à. Ăn này ngon, chấm vô nè. Còn cá nè, quá chừng. Ngọt. Bên trong, ở bên trong nó có cái muối muối rồi anh chị, nó lớn á. Bên trong nó có cái muối nè ha. Cái muối nhỏ nhỏ.
bọng nước á. Thôi em nói tới đây, em ăn tới đây rồi. Cảm ơn tất cả các em cô chú anh chị đã theo dõi ha. Cái bài hẹn gặp lại cái video tiếp theo.